qua bên đây đã được 5 tháng, mình đã vừa hoàn thành xong cái khóa học trình độ thạc sĩ. Thì trong cái quá trình mình học á, thì cái cảm giác của mình á, trước khi mà bước sang học ở bên đây mình rất là sợ, bởi vì không hiểu là trường sẽ như thế nào, rồi cái cách giáo dục ở trường, cái chương trình nó phù hợp với mình hay không, và cái số tiền mình bỏ ra nó có xứng đáng với lại cái thành quả hay cái kiến thức mình đã được hay không. Thì khi mà trải qua cái khóa học này rồi thì mình rất là tự tin, cảm thấy là thật sự xứng đáng với lại những gì mình mong đợi. Thì ở đây cái chương trình học khá gọi là sát với lại cái tiêu chuẩn quốc tế, và thậm chí là còn hơn cái sự mong đợi của mình. Ở chỗ là khi mà mình học cái chương trình ở đây thì mình được trao đổi trực tiếp với lại các thầy cô bản xứ là Canadian, thì mình vừa biết được kiến thức và mình vừa biết được cái văn hóa của họ trong quá trình học ở đây. Thì tức nghĩa là bạn được cả hai thứ. Anh qua đây hồi tháng 4 và tính tới bây giờ là 4 tháng. Nói về vấn đề học tập thì đầu tiên anh sẽ nói về vấn đề thầy cô giáo trước. Thì các thầy cô giáo ở đây đều là bạn nữ và rất là hiếu chính, nhiệt tình và giúp đỡ cho sinh viên. Nói về lớp học thì lớp học không quá đông, trung bình một lớp học thì 20 người, cho nên lớp học cái số lượng sinh viên nó cũng vừa phải. Bên cạnh đó là cơ sở vật chất, thì anh thấy ở đây sử dụng cơ sở vật chất khá là hiện đại, cũng như là cái không khí cũng như là các điều kiện học tập thì